Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Phố Nối TV. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ kênh cho mình một like, đăng ký và chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ, Phố Nối TV xin gửi đến quý vị và các bạn tình hình giá cà phê và hồ tiêu trên thế giới cũng như trong nước ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020. Giá cà phê trên thế giới tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch. Tại thị trường London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5 đã tăng lên 32 đô la ở mức 1.279 đô la trên tấn, tương đương với 2,57%. Khối lượng giao dịch đang duy trì ở mức cao trên mức trung bình. Tương tự ở kỳ hạn giao tháng 7 thì cũng tăng mạnh lên 35 đô la ở mức 1.297 đô la trên tấn, tương đương 2,77%. Khối lượng giao dịch ở kỳ hạn giao tháng 7 ở mức trung bình. Tương tự trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh, kỳ hạn giao tháng 5 tăng 5,15 sen lên mức 114,35 sen trên bao, tương đương 4,72%. Khối lượng giao dịch đang duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Tại kỳ hạn giao tháng 7 thì cũng tăng 5,0 sen lên mức 116,15 sen trên bao, tương đương 4,5%, và khối lượng giao dịch đang duy trì ở mức cao trên mức trung bình. Giá cà phê trên thế giới tăng mạnh làm cho giá cà phê trong nước khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay đã tăng lên 600 đồng trên 1 kg, và hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 30.900 đến 31.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay giao dịch ở mức từ 30.900 đến 31.000 đồng 1 kg. Tại thành phố Bảo Lộc và huyện Lâm Hà đang có mức giá là 31.000 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh có mức giá là 30.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay cũng tăng thêm 600 đồng và đang giao dịch ở mức từ 31.400 đến 31.600 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 31.600 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ có mức giá như nhau là 31.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay cũng đã tăng 600 đồng và đang giao dịch ở mức từ 31.200 đến 31.300 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Grai và thành phố Pleiku có mức giá là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại huyện Chư Prong ngày hôm nay có mức giá là 31.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay cũng đã tăng thêm 600 đồng và đang giao dịch ở mức từ 31.300 đến 31.400 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa có mức giá là 31.400 đồng 1 kg, và tại huyện Đắk Rơ Lấp mức giá cà phê ngày hôm nay là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay có mức giá là 31.300 đồng 1 kg, tăng thêm 700 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tăng thêm 600 đồng và đang giao dịch ở mức là 32.900 đồng 1 kg. Tiếp theo xin mời các bạn nghe tình hình về giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020. Giá hồ tiêu khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay không có gì thay đổi. Mức giao dịch vẫn từ 36.000 đến 39.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ mức giá là 38.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai có mức giá là 36.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu ngày hôm nay là 38.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ mức giá là 39.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước có mức giá là 38.500 đồng 1 kg. Và giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai thấp nhất giữ mức giá là 36.000 đồng 1 kg.